Thưa quý vị và các bạn, còn chưa đầy một tuần nữa, học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Long Xuyên sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là kỳ thi quan trọng, đánh dấu cho chặng đường dài học tập rèn luyện của mình. Hiện tại, các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn thành phố đang tập trung ôn tập, giải các bộ đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, rèn kỹ năng làm bài thi nhằm giúp các em vững tin bước vào kỳ thi một cách tốt nhất. Đến trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, phường Bình Khánh vào thời điểm này sẽ cảm nhận được sự tất bật và chu đáo trong công tác ôn tập của học sinh. Năm học 2022-2023, toàn trường có 474 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Những ngày qua, thầy cô giáo đang gấp rút hệ thống lại toàn bộ kiến thức cho học sinh và tập trung thảo luận giải một số mã đề thi minh họa của bộ cũng như rèn kỹ năng làm bài thi cho các em. Cũng như các trường khác, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền cũng đã chủ động trong việc lên kế hoạch học và ôn tập cho học sinh ngay từ đầu năm, nên tâm trạng của học sinh cũng như giáo viên khá thoải mái. Theo kết quả cuối năm, chất lượng học tập của học sinh lớp 12 khá tốt, nên đây cũng là động lực để các em bước vào kỳ thi Trung học phổ thông thoải mái hơn. Riêng ở trường thì trường đã bố trí một ngày học 2 buổi và rất nhiều tiết học. Với tâm lý thì ngoài học ở trường thì em còn học ở nhà và ở nhiều nơi khác. Với tâm lý thì em đã chuẩn bị một tâm lý rất tốt để chuẩn bị cho kỳ sắp tới, để đạt điểm cao trong kỳ sắp tới. Giáo viên đã chuẩn bị cho em rất tốt và rất nhiều dạng đề để là ôn lại. Chỉ vài ngày nữa thôi, 3.219 em học sinh lớp 12 trong toàn thành phố Long Xuyên sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 ở 5 điểm thi. Có thể nói, đây là chặng nước rút nên các trường đều ráo riết tập trung ôn tập, hệ thống lại kiến thức cho học sinh ở 6 môn thi tốt nghiệp, trong đó gồm 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Giờ đây, các em học sinh đã sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng, đánh dấu 12 năm học tập rèn luyện. Kỳ thi được xem như tấm vé thông hành để các em tiếp tục tiến xa hơn đến ngưỡng cửa của các trường đại học, cao đẳng hay là tìm chọn cho mình một ngành nghề phù hợp. Ôn tập ở trường, giống như kế hoạch trường đề ra thì em cũng có chuẩn bị cái chuyện tự học ở nhà. Em nghĩ khoảng thời gian này thì chuyện tự học rất là quan trọng. Và em cũng đã có một sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Dạ, em cũng đặt ra mục tiêu là phù hợp với khả năng của bản thân. Tại vì nếu mình đặt mục tiêu cao quá thì nếu mình không đạt thì em sẽ áp lực tâm lý. Tới hiện nay thì em cũng mong là với sự cố gắng của mình thì em sẽ đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra trong kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng để đánh giá kết quả chất lượng 12 năm nỗ lực của học sinh. Nên hầu hết các em đều đề ra mục tiêu đạt kết quả cao nhất có thể, chủ động ôn tập tốt, sẵn sàng bước vào kỳ thi. Đồng thời, gia đình thầy cô luôn quan tâm khích lệ, giúp các em có động lực, chuẩn bị đầy đủ kiến thức và tâm lý cho kỳ thi. Tin rằng với sự nỗ lực và ý thức tự học, mỗi thí sinh sẽ tự tin làm bài thi đạt kết quả cao, chuẩn bị cho bước ngoặt trưởng thành tiếp theo khi đậu vào đại học cao đẳng.